Mẹ em đừng có vào cái phần record video nha. Cái đó để anh lưu lại video để tí nữa mẹ em xem lại á. Rồi. Bạn nào nảy nghịch dài thì đừng có nghịch nữa nha. Ok rồi, các em phải trả lời câu hỏi này là có nghĩa là cái tên của mình hiện tại nó 12 mà mình có 10 á thì mình sẽ không có lưu được. Nhưng nếu mà mình muốn là lưu được thì mình lại ghi nó lên 20. 20 thì nó lại vấn đề khác xảy ra là nó lại bị Thường. thừa tầng là 8. Đó, ok, nó lại bị thừa tầng 8 cái vòng nhớ. Mà MCU á thì là bộ nhớ của nó là có giới hạn. Và câu hỏi đặt ra là cái tên của mình 12 làm sao để mình khai báo một cái mạng nó chỉnh là 10, nó vừa đúng 12 ô nhớ để mình lưu cái tên đó. Phải có phát động thôi. Đó là cái vì giải quyết cái vấn đề này á nên nó mới có cái cấp phát động. Để hiểu hơn về cấp phát động á thì mình sẽ quay về mạng một tí. Thì cái mạng ok, thì cái mạng của mình á thì nó sẽ là như thế này. Giả sử anh khai báo một cái mạng là cái mạng này giả sử có 5 phần tử. Thì cách biểu diễn của mạng mà trên thanh ghi á thì nó sẽ là điều biểu diễn như thế này. Thì giả sử là tại cái vị trí, có nghĩa là trước giờ các em muốn gắn cho nó, giả sử trước giờ cái cách thông thường mà các bạn muốn gắn giá trị vào mạng á, tức là gắn là mạng không là bằng một, mạng một là bằng hai, ví dụ vậy là cái cách mà mình gắn giá trị vị trí mạng thứ không bằng một bằng hai vậy. Nhưng nó biểu diễn ở trên cái thanh ghi á thì cái mạng này nó sẽ là được biểu diễn như thế này. Đầu tiên á là nó cái mạng á đầu tiên là nó sẽ có cái địa chỉ đầu tiên của nó, giả sử là cái mạng tại vị trí số 0, anh cái này là ví dụ thôi nha. Thì cái địa chỉ của nó sẽ là 0x. Đó. Cái địa chỉ đầu tiên của nó sẽ là 0x01 và cái cả địa chỉ tiếp theo của nó, tức là mạng của mình khai báo là 0 mạng 1 đó phải chấm chấm. Thì nếu mà nó được biểu diễn á thì có nghĩa là mạng đầu tiên, cái mạng không của mình á thì cái địa chỉ của nó là 0x01, thì cái mạng một của nó thì cái địa chỉ của nó sẽ là 0x. Anh ví dụ là 0x02, anh cái này là anh ví dụ thôi nha, tại vì là cái địa chỉ tiếp theo á tính là nó lại cái địa chỉ của thằng đầu tiên nó cộng với cái size của cái kiểu dữ liệu đó. Đó, giống như cái size của thằng này là 1 byte thì lúc đó nó cộng 1 là đúng. Nhưng nhiều cái mà nó sai của nó là thật sự là 16 thì của nó là 23 thì nó phải là cộng 2, thì giả sử cái này 01 thì cái này phải là 03. Thì cái địa chỉ tiếp theo sẽ là 03, ví dụ vậy. Tại vì cái sai cái này chỉ là 8 nên cái địa chỉ liền kề của nó sẽ là 0x01, thì cái này sẽ là 0x02. À, cái này tiếp theo nó sẽ là 0x03. Thì đó, thì tất cả mọi thứ mà con vi điều khiển nó thấy á thì nó không thể thấy cái ngôn ngữ lập trình của mình như vậy được, mà nó sẽ là biểu diễn bằng các cái địa chỉ. Và mỗi cái địa chỉ này nó sẽ lưu một cái giá trị nào đó. Giả sử ở đây cái 0x01 này lúc nãy cái mạng của mình, mạng không của mình gắn bằng 1 thì ngay cái giá trị của cái địa chỉ 0x01 này nó có giá trị là 1. Nó đại diện cho nó 0x02 nó có giá trị là 2 và 0x03 thì nó có giá trị là 3. Thì trên cái con vi điều khiển nó sẽ hiểu như vậy. Ok. Rồi. Có phải là mỗi bit nó sẽ biểu diễn mỗi bit là một ô nhớ không? Không phải là mỗi bit là mỗi ô nhớ mà anh đang muốn nói ở đây á là cái ngôn ngữ lập trình của mình á là cái ngôn ngữ nó dành cho người con người nó hiểu được.
nó phải mà cái ngôn ngữ ở dưới máy nó hiểu á thì nó sẽ hiểu theo cái kiểu này, thay vì mình khai báo của mình là mạng, của mình là cái phần tử không là đẹp đẽ như thế này, thì xuống ở dưới máy thì nó ghi chữ mạng ký hiệu người nó không hiểu, mà nó sẽ biểu diễn là 0x01 này, giá trị của nó là bằng 1. Cái mạng tiếp theo là mạng 1 này, tức là nó cái địa tương ứng với cái địa chỉ của nó là 0x02 thì nó giá trị là bằng 2. Cái mạng tiếp theo của nó là mạng 3, mạng 2 thì cái giá trị thì cái địa chỉ tương ứng của nó là 0x03, là vị trí thứ 3. Thì đó, thì thay vì mà trước giờ mình cứ thay vì trước giờ mình cứ dùng cái mạng không này để mình xuất á, thì mình thì sẽ dùng cái địa chỉ của nó để mà mình gắn dữ liệu. Ví dụ giống như thế này, giả sử anh có một cái hàm là nhập vào ở đây là 5 phần tử và in ra nó 5 phần tử ha, thì anh sẽ viết một cái vòng lặp for như thế này cho các em dễ hình dung. Thì cái hàm này gọi là hàm nhập vào á, thì trước giờ các em sẽ làm như thế này. Mạng y, tức là vị trí thứ y của nó là bằng y đi, thì cái mạng này nó sẽ là được gắn giá trị là 01234. Đó là cái này là gọi là gắn giá trị cho mạng. Còn cái phần giữa này sẽ là xuất giá trị. Cái thằng xuất giá trị này á, thì mình cũng dùng cái vòng lặp for này để mình xuất nó ra. Mình cũng dùng cái vòng lặp for này mình xuất nó ra. Và mình xuất thì mình sẽ là dùng lệnh print. Đây là cái cách thông thường mà trước giờ các em dùng để mà lập trình đó. Đó. Đây là cái cách thông thường mà các em trước giờ dùng để lập trình. Để anh xem thử nó xuất ra đây. Vậy là cái data của mình nó đã được là xuất ra là từ 0 đến 4. Nhưng này anh nói là cái bản chất của cái thằng mạng này á, nó chính là cái địa chỉ. Thì cái đầu tiên thì mà tại vì cái địa chỉ của mình á, thì mình sẽ là gắn giá trị cho nó là như thế này. Đầu tiên là mình sẽ nói sơ qua về phần con trỏ trước. Đầu tiên con đây là khai báo một cái kiểu của biển con trỏ. Đây là khai báo là kiểu con trỏ. Và các em biết là nếu mình khai báo một cái biển A nó bằng 5. Đây là cái biển A nó giá trị bằng 5. Và người ta quy ước là nếu mà mình sử dụng cái dấu và A này thì nó sẽ lấy cái địa chỉ của cái thằng biển A này. Đó, các em hình dung chưa? Có nghĩa là cái và A này gọi là lấy cái địa chỉ của cái biển A. Còn khai báo cái kiểu là dấu sao B này á, gọi là biển con trỏ. Và biển con trỏ á, thì nó cũng là con trỏ thì nó cũng là một biển thôi, nhưng thay vì biển bình thường mình lưu sổ gì đó thì biển con trỏ này nó lại lưu cái địa chỉ. Đó thì đây là cái cách mà để cái biển B này nó lưu được cái địa chỉ của cái thằng A. Đó thì cái khai báo bình thường của nó là vậy. Thì ứng dụng cái này vào cái mạng á, thì tại vì cái mạng của mình á là cái mạng của mình là một cái địa chỉ, thì mình sẽ gắn cái địa chỉ cho nó. Giả sử và A này á, và A này á gọi là địa chỉ của cái thằng A, còn nếu mà thêm dấu sao vào của cái A này á gọi là lấy giá trị tại địa chỉ của thằng A. Các em phải hiểu được cái này nha. Và A chính là địa chỉ của thằng A. Thì một cái địa chỉ thì nó sẽ thường là như thế này nè, 0x1 như thế này. Giả sử anh ví dụ 0x1 chính là cái địa chỉ của thằng A. Và cái cách mà để mình lấy cái giá trị của cái thằng địa chỉ này á, thì mình sẽ thêm dấu sao vào.
Đó thì là lấy giá trị của địa chỉ. Ở đây mạng của nó là một cái địa chỉ. Ở đây mạng của nó là một cái địa chỉ. Thì để mà truy cập vào cái giá trị của cái địa chỉ á thì mình sẽ là dùng cái dấu sao. Đó. Mình sẽ dùng cái dấu sao. Thì nó sẽ là truy cập vào. Dùng cái dấu sao thì nó sẽ là truy cập vào cái giá trị của cái địa chỉ. Các em hình dung chưa? Tại vì anh nói rồi, mạng của nó thực chất là nó địa chỉ, nó các địa chỉ liền kề nhau. Thì mình dùng dấu sao á, là mình truy cập vào cái giá trị của cái địa chỉ. Và cái mạng của mình á, sẽ là những cái mạng liền kề nhau. Nên cái mạng kế tiếp của nó sẽ là cộng 1, 2, 3, ví dụ vậy. Đó, thì nếu mà thì đây chính là cái cách mà đây chính là cái cách mà truy cập vào cái giá trị của cái địa chỉ. Thì thay vì mình gắn như bình thường thì mình sẽ là truy cập vào giá trị của địa chỉ, và cái giá trị đó thì mình gắn bằng y. Ở đây xuất ra thì mình cộng dòng tương tự ha. Thì mình sẽ truy cập vào cái giá trị của cái địa chỉ của nó. Không phải là mỗi bit có một địa chỉ không ạ? Sao lại mỗi mỗi bit có một địa chỉ? Em định nghĩa mà kiểu hai cái nó giống như, em định nghĩa một cái giống như đường nó có phải là nước hay không vậy? Kiểu kiểu vậy á em. Em phải hiểu Không em hỏi cái gì trước cái đã. thì mảng ý anh thì nha thì mảng năm thì nó sẽ có mang địa chỉ của phần tử đầu tiên đúng không ạ? Giả sử anh ví dụ cái mạng năm này á, cái mạng năm này thì cái mạng, giả sử anh có được cái mạng không đi, tức là cái phần tử đầu tiên của nó, thì ngay cái thằng mạng không này á, anh có cái địa chỉ của nó, anh giả sử của nó là 0x01. Nếu anh giả sử anh biết được cái địa chỉ của cái thằng đầu tiên nha là 0x01, thì cái thằng mạng một của mình sẽ là Không địa một chỉ của nó, là cái địa chỉ của nó là 0x01 cộng 1. Đó, nó sẽ là địa chỉ liền kề. Tiếp theo, cái thằng tiếp theo sẽ là mảng 2 của mình, sẽ là cái địa chỉ là 0x01 cộng 2. Ok, em hình dung chưa? Thì cái này chính là cái địa chỉ. Ok, thì anh nói rồi, cái mảng của nó chính là cái địa chỉ. Và cái cách này chính là cái cách là lấy giá trị của cái địa chỉ đó. Ok, thì để mình chất thử xem cái chương trình nó có. Khoan, quên, cái này phải xóa cái này trước chứ. anh để cái tham số chuyển vào đấy là cái nguyên mẫu luôn ạ. Là sao em? Hai cái tham số chuyển vào của hàm bên ấy Ở đâu? là 11 Ừ, rồi rồi sao? cái đấy xóa đi cũng được không ạ? Cái chỗ Cái tham số nào chuyển em? hai cái tham số chuyển vào của hàm bên ấy. Ừ thì cứ để nó cùng vậy thôi, không có ảnh hưởng gì. Đó, em thấy chưa? Thì nó đã in cái cách này, thì nó cũng đã in ra được là 0, 1, 2, 3, 4. Nhưng tại sao anh giải cách này? Thì tại vì nó liên quan đến cấp phát động mà anh sẽ giảng tiếp. Thì để mà các em phải hiểu được cái cách này trước thì mới hiểu được cấp phát bộ nhớ động trước. Và đây chính là cái phần mà liên quan đến con trỏ phỏng vấn, người ta sẽ hỏi là con trỏ là gì luôn đó. Mỗi ô nhớ. Đúng rồi em, đúng rồi. Thì để anh mở thử cái thằng thằng STM 32 Ethylene Ethylene chứ. Mỗi ô nhớ Đây. Để anh kiếm một cái. Thì các em hình dung là như thế này. Đây chính là cái chương trình mà của cái con vi điều khiển nó biên dịch ra. Thì ở đây chính là một cái ô nhớ của nó, một cái địa chỉ của nó. Thì một cái địa chỉ này nó sẽ có là đây, một cái địa chỉ ở đây. Đây là chính là cái địa chỉ, em hiểu chưa? Thì nó sẽ có giá trị như vậy.
Mỗi Ok. ô nhớ chứ một địa chỉ đúng không? Mỗi ô nhớ là gì? Em có hiểu ô nhớ là gì không? Có nghĩa là các em bị hiểu bị sai, có nghĩa là một cái địa chỉ thì nó sẽ có một cái giá trị Địa đó. chỉ. Ok. Rồi ý em hỏi là trong bộ nhớ thì nó đánh địa chỉ theo theo ô nhớ đúng không ạ? Đánh địa chỉ theo là sao ấy? Câu hỏi của em anh không hiểu được, anh không hiểu được em muốn trình bày sao luôn á, kiểu vậy. Tức là ví dụ như là mỗi con số đấy là nó là địa chỉ của một ô nhớ đúng không? Có nghĩa là anh giải thích lại cho em như thế này, có nghĩa là cái chương trình của mình á thì nó sẽ quét, nó chương trình của video khiển mình thực tế nó chạy, nó sẽ quét qua từng cái địa chỉ đây nè, từng cái địa chỉ. Có nghĩa anh giả sử là nó sẽ chạy từ địa chỉ này, nó sẽ chạy từng địa chỉ này, và một cái địa chỉ nó sẽ có một cái giá trị nào đó. Em hình dung chưa? Một cái địa chỉ nó sẽ có cái giá trị nào đó. Đó thì nó sẽ chạy qua vậy. Đó là cái chương trình của mình hoạt động. Thì rồi ok. Đó thì các em phải biết là trong cái vi điều khiển á thì là một cái địa chỉ á thì nó sẽ có một cái giá trị nào đó, mình cứ hiểu vậy là được. Có nghĩa nó sẽ có một cái địa chỉ thì nó sẽ là một cái giá trị, thay vì mình gắn cái biển là thay vì mình gắn là một cái biển A bằng 5 thì ở trên vi điều khiển nó không có biểu diễn vậy, mà nó sẽ có một cái điều chỉ nào đó anh không biết. Giả sử cái địa chỉ của nó là không ít, C1 anh ví dụ vậy, thì nó là bằng 5, thì có nghĩa nó sẽ có một cái địa chỉ, và cái địa chỉ này nó đại diện cho cái biến A này và nó có cái giá trị là bằng 5. Ok, nói vậy em dễ hiểu chưa? Đó thì khi mà cái compiler nó build ra rồi á thì tất cả nó đều quy về cái chương trình của mình, nó sẽ quy về cái địa chỉ để nó chạy. Ok rồi, thì các bạn ở này giờ có hiểu được cái cách mà truy xuất giá trị từ một cái địa chỉ không? Nếu mà hiểu thì nhấn phím 1, còn không thì nhấn phím 0, anh sẽ giải thích lại. Câu này là có một câu này là trong phỏng vấn nó có hỏi nha, mà em chắc chắn là nó có hỏi câu liên quan tới là giá trị của địa chỉ luôn, nên mà em không hiểu thì phải hỏi. Mình học cái ngành nhỏ này là gọi là nó dễ hiểu cái ngôn ngữ C hơn so với những ngành khác á, Vâng. tại vì nó liên liên quan tới kiến thức sâu về nó. Ok, rồi mình Em sẽ hỏi là tính tiếp. cái mỗi độ độ rộng của mỗi ô nhớ thì là tùy thuộc vào hệ điều hành anh. Có nghĩa là em phải hiểu á, giống như cái hệ điều hành á mà 64 bit á, nó sẽ có cái tính điều cái đó thì chắc bài sau anh sẽ chỉ. Giống như 64 này, 64 bit thì nó sẽ là chia 8, thì một lần quét của nó sẽ là bằng 8 byte Vâng. một lần quét. Một lần quét của nó sẽ là 8 byte. Nếu mà 32 bit á thì 32 chia 8 sẽ là bằng 4. Thì đó Bốn. là nó tùy thuộc vào nó tùy thuộc vào cái con vi xử lý của mình. Những cái đó thì chắc là những phần khác, phần sau là học về thằng state thì mình sẽ học về cái đó. Mà anh nói luôn, tại vì cái bài giảng nó có thời lượng á, nên các em tập trung vào hỏi vào trong cái bài giảng thôi á. Đó, anh nghĩ vậy nó sẽ tốt cho mấy em hơn. Ý em cho Ok. biết là nó sẽ đánh số theo cái gì ạ? Đánh số cái gì em? Đánh số địa chỉ ạ, trong một cái mảng nhớ thì nó đánh theo cái gì ạ? Đánh số địa chỉ thì này anh nói rồi đó. Giả sử là cái mạng của anh, giả sử cái mạng của anh là mạng đầu tiên của nó á, là nó có cái địa chỉ là 0x01. Mà cái kiểu dữ liệu của mình đây á là cái kiểu này là gọi là kiểu 8 bit, tức là 1 byte á, thì cái giá trị tiếp theo của nó lại cái địa chỉ này, nó cộng và thêm 1 byte thì nó sẽ ra được cái giá trị kế thế địa chỉ kế tiếp. Nếu mà cái thằng này là 16 thì cái giá trị kế tiếp của nó sẽ là
cộng cho hai bài. Đó là theo kiểu 16 với 8 này cho các em dễ hiểu. Còn nếu mà integer á, thì integer nếu mà theo cái thằng compiler của anh á thì nó sẽ là 4 byte, và cái địa chỉ kế tiếp của nó là 0x01 cộng cho 4 byte thì nó sẽ ra địa chỉ à, nó sẽ ra được cái địa chỉ kế tiếp. Ok. Vậy ha. Rồi để mà hiểu được rồi. Các em hiểu như vậy rồi sao? Tại vì cấp phát bộ nhớ đồng thì nó sẽ là dùng những cái này. Rồi thì để mà giải quyết, quay lại cái vấn đề á, mà để mà giải quyết là làm sao mà để mình muốn cái tên của mình nó bao nhiêu thì nó dùng cấp phát bộ nhớ đồng, thì nó sẽ cấp phát động cái mạng bao nhiêu luôn. Thì đây là một cái chương, đây là cái cấu trúc của một cái chương trình là cấp phát bộ nhớ đồng sử dụng cái hàm là malloc. Đây, cấp phát bộ nhớ đồng sử dụng hàm malloc thì nó sẽ là như thế này. Đầu tiên mình phải khai báo cho nó là một con trỏ. Ok, tại vì con trỏ này thì tại vì các em biết là cái mạng của nó chính là những cái địa chỉ liền kề, mà muốn mà lưu được cái địa chỉ á thì nó phải có cái con trỏ. Thì đầu tiên anh thì cái cách khai báo của nó sẽ là như vậy. Đầu tiên nó khai báo một cái con trỏ, và đây chính là cái hàm gọi là hàm malloc cấp phát bộ nhớ đồng. Giả sử anh muốn khai báo một cái mạng, anh nói mạng cho nó dễ chứ thực tế nó không phải gọi là mạng đâu. Thì giả sử anh khai báo một cái mạng nó có 5 vòng nhớ, 5 ô nhớ, và cái kiểu dữ liệu của cái mạng đó là integer, thì thay vì trước giờ mình học là int mạng 5 thì mình sẽ khai báo theo kiểu này. Đó, thì nó sẽ khai báo theo kiểu là cấp phát bộ nhớ đồng. Đó, có nghĩa là int mạng 5 thì cái kiểu là bx bằng integer sao malloc 5 rồi nhân với size of integer này á, thì cái kiểu này nó cũng là giống cái kiểu này. Nó giống thôi chứ thực tế nó không giống, tại vì một bên này á thì nó sẽ lưu ở cái phân vùng nhớ khác, còn cái thằng này nó lại được lưu ở phân vùng nhớ là heap. Đó, cái này là được lưu ở phân vùng nhớ heap, còn thằng tên là lưu ở cái phân vùng nhớ khác. Ok. Vậy thì cái cách này á thì mình có thể là cái size của mình mong muốn. Cái size của mình mong muốn ha. Ở phía trên này có nghĩa một cái mạng thì mình phải là define được cái size của nó ngay ban đầu luôn. Nhưng cái cách này thì mình có thể là muốn cái size nó bao nhiêu cũng được. Có nghĩa là đầu tiên mình giả sử mình có một cái hàm tên của mình là bằng 10 ký tự đi ha, thì mình biết được cái size của nó là 10, thì lúc đó mình thay số 5 này bằng 10 thì lúc đó là nó sẽ tạo ra một cái mạng là 10 ký tự. Thì để anh đến biết thử cái hàm lúc này ứng dụng cho cái bên này xem nó có được không ha. Ok, đây. Thì đầu tiên cái khai báo của nó thì đây chính là cái hàm giống như lúc này bên kia mình sử dụng đó, gọi là nhập, gọi là gán giá trị cho data. Data này. Đó, thì cái hàm lúc này mình cũng vậy. Anh để là cái này 5 đi. Thì mình cũng sẽ gán theo cái kiểu này. Sau khi gán xong rồi thì mình sẽ xuất nó ra. Đó, thì mình cũng giống như kiểu bên kia thôi, bên mạng thôi. Thì mình cũng sẽ xuất nó ra như vậy. Tôi ít cũng là một mạng ạ. Ok. Rồi sau đó mình sẽ chạy thử ha, xem thử cái kết quả đó. Thì các bạn thấy là kết quả nó cũng giống như lúc này. Nhưng cái thằng này nó có một cái đặc điểm á. Cái đặc điểm của cái thằng mà cấp phát bộ nhớ đồng á, thì nếu những cái thằng mà khai báo cái mạng của mình lúc này á, nếu mà nó là nằm ở trong một cái function như thế này, nếu mà nó nằm trong một cái function á, đây nếu mà cái mạng bình thường của mình á, đây là cái mạng bình thường của mình. Giả sử anh có một cái hàm là void void mạng đi, thì giả sử mình có một cái void mạng này,
Nếu mà mình khai báo theo kiểu này á thì sau khi mà nó thực hiện xong cái hàm mạng này á thì nó sẽ giải phóng cái vùng nhớ của cái thằng mạng này. Sau khi thôi đặt tên này thì nó nhầm lẫn qua. Tổng đi, cái hàm tổng đi ha. Giả sử nếu mà mình cái function tổng của mình á, sau khi mà trong cái hàm main này mình gọi cái thằng tổng này á mà nó chạy xong cái thằng tổng này rồi thì nó sẽ là giải phóng cái bộ nhớ, những cái phân vùng nhớ trong cái thằng tổng này mà nó tạo ra. Đó thì trong đó nó có thằng mạng này thì nó sẽ giải phóng cái những cái vùng nhớ đó. Nhưng nếu mà mình khai báo theo kiểu là malloc này nhưng mình khai báo theo kiểu malloc này á thì khi mà mình có thoát, khi mà mình chạy cái thằng tổng này ra rồi á thì cái bộ nhớ này nó không có mất đi mà nó vẫn tồn tại ở đó, mà mình phải sử dụng là câu lệnh là free này để mình giải phóng nó. Có nghĩa là mình phải sử dụng thằng free để mình giải phóng. Còn còn không còn còn không là nó sẽ tồn tại hoài vậy và nó sẽ làm là rò rỉ bộ nhớ là như vậy. Đó, có nghĩa là khi mà khai báo theo kiểu malloc á thì mình phải là mình khai báo mình dùng xong thì mình phải giải phóng nó. Còn khai báo theo kiểu này thì không cần phải giải phóng mà thằng hệ hệ điều hành nó sẽ giải phóng thay cho mình. Ok, thì ngoài cái thằng malloc á thì nó sẽ còn một cái thằng gọi là read thằng read lock. Thì thằng read lock này nó khác với thằng malloc một tí. Là nó khác như thế nào? Giả sử mình lỡ khai báo thằng malloc này. Malloc này là một cái mạng là nó là có 5 5 ô nhớ thì mình muốn là tăng cái kích thước của 5 ô nhớ này lên 10 ô nhớ thì mình sẽ khai báo như thế này là mình sẽ tăng nó lên được 10. Đó. Cái cú pháp của nó là như vậy, đầu tiên là truyền vào cái con trỏ. Cái truyền vào cái con trỏ của vào của cái thằng malloc á vào, rồi sau đó mình sẽ đổi size của nó. Giả sử cái size ở đây của mình 5, bây giờ mình muốn là mở rộng cho nó ra 10 thì mình sẽ nhập vào đây là 10. Còn nếu mà mình muốn thu nó lại còn 2 thôi thì mình sẽ nhập ở đây là 2. Đó thì cái này chỉ là cái gọi là cái quy ước code của người ta thôi. Đó thì ở cấp phát động á thì mình có thể là tăng size hoặc là giảm size thì tùy thuộc vào mình mong muốn. Nó sẽ có một một cái hàm nữa gọi là cái thằng calloc. Calloc mà này ở đây nó đề cập á thì thằng calloc này là nó sẽ thằng calloc này nó sẽ giống như thằng malloc vậy, nó đều là cấp phát bộ nhớ động. Thằng này với thằng malloc nó đều là cấp phát bộ nhớ động, gọi là hai thằng này có thể tạo ra một cái mạng bằng 5 thì thằng này cũng vậy, nhưng nó sẽ có một số sự khác nhau. Thì các bạn có thể về tìm hiểu ha, là sự khác nhau giữa là calloc và malloc đó. Còn thằng readlock này là thay đổi size của cái thằng malloc này, mình khai báo 5 rồi mình muốn tăng lên 10 thì sử dụng thằng readlock. Còn cái thằng free này á là để là giải phóng cái bộ nhớ mà mình đã khởi tạo đó. Ok, vậy thì câu hỏi phỏng vấn sau khi mà mình học nãy giờ rồi á thì câu hỏi phỏng vấn người ta sẽ hỏi như thế nào? Đây mình là cái quan trọng. Thì người ta sẽ hỏi là so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa bộ nhớ heap và bộ nhớ stack. Đây, người ta sẽ bảo mình là so sánh giữa bộ nhớ heap và bộ nhớ stack khác nhau và giống nhau như thế nào. Thì lúc nãy là anh đã trình bày là bộ nhớ heap là gì, bộ nhớ stack là gì. Đó, thì đây chính là cái câu hỏi phỏng vấn của người ta. Ok. Đó, thì nó sẽ nói đây chính là cái câu hỏi phỏng vấn nha.
Nhưng để mà trả lời được câu này thì mình phải có kiến thức về là cấp pháp bổ nhơ động. Ok, tại vì một cái kiến thức đó nhưng người ta có thể hỏi nhiều cách khác nhau. Thì các bạn bắt buộc phải là hiểu rõ về cái kiến thức nền của nó thì mới có thể trả lời được những cái này được. Ok, bạn nào còn câu mọi người có hiểu không? Anh ơi, em hỏi này cho anh, cái mà vlog vlog đó kìa, là nó sẽ từ năm nó mở rộng lên 10 hay là từ năm ô nhớ nó cộng thêm 10 ô nhớ nữa? À, nó mở rộng lên giống như em 5 thì bây giờ nó thành là 10. Nếu em khai báo như vậy là từ 5 nó lên thành 10 chứ không phải là nó cộng thêm. Nhưng mà hình lại dùng cái hàm vlog ạ, không phải hàm malloc nữa. À, là cái đó chính là cái hàm mà mình muốn thay đổi thì mình sẽ sử dụng cái thằng là vlog này. Đó, ok. Giả sử ở đây 5 thì bây giờ nó sẽ là thành 10. Ha. Mà vậy thì cái PX nó là một con chó đúng không ạ? PX nó chính là cái con trỏ để mà nó lưu cái, thì Tức là các em biết rồi đó, cái này anh giảng ở bên kia rồi. Khi mà mình khai báo như vậy chính là khai báo cái con trỏ của nó, và cái con trỏ này là nó sẽ là lưu cái, nó lưu được cái địa chỉ đầu tiên của cái mạng. Em hình dung không? Nó sẽ cái b, tại vì cái này nó là con trỏ nên nó sẽ lưu được cái địa chỉ đầu tiên của cái mạng, và nó sẽ là truy xuất đến những cái vị trí tiếp theo đó. Ok, thì để mà các em hiểu rõ hơn về cái thằng mạng thì các em có một câu hỏi nhỏ của các em về làm như thế này. Thì các em hãy tích, giả sử anh có một cái mạng là in mạng ha, thì cái này có thể một số công ty nó sẽ hỏi giả sử in mạng bằng năm, thì các em hãy kiểm tra xem cái dữ kiểm tra địa chỉ của nó tại tại cái mạng này, mạng không này, mạng đó. Và ok, em sẽ kiểm tra cái địa chỉ của nó tại cái thằng mạng không và thằng mạng này xem nó giống nhau hay là nó khác nhau, và cả thằng thằng mạng năm nữa chứ. Rồi, đó là câu có hỏi đủ thứ đủ nhất. luôn mà. Đây là câu hỏi thứ hai. Nếu mà em có một cái mạng khai báo là bằng năm như thế này, thì cái mạng anh mạng 6 mạng á, mạng 10 đi, nó gãn giá trị là bằng 20 được hay không? Đó là hai câu hỏi này. Các em về nhà suy nghĩ ha. À, như cái mạng 5 là anh khai báo cái mạng nó có 5 phần tử đúng không? Đúng rồi, anh khai báo cái mạng này có 5 phần tử, nhưng anh lại dùng cái mạng 10, cái mạng vị trí thứ 10 để gãn bằng 20, thì hỏi là nó có được hay không? Còn nếu em muốn truy xuất, em muốn gọi cái giá trị của phần tử thứ 5 ra thì em gọi như nào? Thì em học qua C chưa? Tại vì anh nói bài cái chương trình này nó chỉ dành cho những bạn có kiến thức C cơ bản rồi. Thì anh quy kết hỏi phần tử thứ năm khoảng 900 Ok. Rồi mấy bạn có hiểu bài ngày hôm nay không? Nếu có thì nhấn phím 1, còn không thì nhấn phím 0. Các em nhớ là hãy trả lời những câu hỏi về nhà đó nha. Những câu đó chính là những câu để đi phỏng vấn á. Đó, những kiến thức mà mình dạy thì nó liên quan đến đi phỏng vấn hết. Kiến anh thức có đó thấy là, tức là họ chỉ hỏi phỏng vấn những cái như này thôi, còn không 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 yêu cầu là phải làm được một cái dự án nào đấy hay một ứng dụng nào đấy.
Tại vì mẹ em fresher mà những cái dự án của mẹ em thì thường nó sẽ không có ứng dụng được cho người ta. Người ta muốn biết là kiến thức của mình nó có sâu không. Chỉ có về Anh có C thôi, bồ. thì Ừ, giống nó như chỉ có về C với nhũng nữa. Anh có bồ có hỏi phỏng vấn không anh? Ừ, anh có nhưng anh không cho. Được. cái nào video anh có xuất được chúng em trên nhóm.